nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh về tham dự chương trình Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thay mặt đội văn nghệ ca khúc Măng Non Vòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Vĩnh Yên, xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc, chúc chương trình thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, tuyên truyền tới các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Hội Chữ Thập Đỏ và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của phong trào Tết Nhân Ái, tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ giúp đỡ người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Chào mừng sự kiện ý nghĩa hôm nay. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương. Chương 1. Tết Việt, dựng lại truyền thống Tết xưa với kỹ xảo đồ họa, sự kết hợp dàn nhạc dân tộc cùng với nhạc hiện đại qua liên khúc Chào Xuân, câu lạc bộ đàn organ đến từ trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc, câu lạc bộ đàn tranh biểu diễn do các em học sinh đến từ trường trung học cơ sở Vĩnh Yên, câu lạc bộ đèn saxophone do em Phạm Thái Minh Dũng biểu diễn, câu lạc bộ đàn violon do em Hoàng Ngọc Thảo My biểu diễn, câu lạc bộ trống do em Bùi Nhã Bảo biểu diễn cùng các em học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở thành phố Vĩnh Yên. Chương 2, mừng Tết đến gồm các tiết mục: 1, tốp ca Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy, sáng tác Quang Huy, biểu diễn các em học sinh trường trung học cơ sở Đồng Tâm. Nhạc rap Khắc Cốt Khi Tâm, ơn nghĩa sinh thành, biểu diễn Huệ Anh và nhóm nhảy Ricky, trường trung học cơ sở Vĩnh Yên. Lớp học thầy đồ, âm nhạc Mạnh Thắng, biểu diễn thầy giáo Phùng Hào và tốp múa phụ họa đến từ các em học sinh trường tiểu học Đống Đa. Chương 3, Đón Xuân Về, ca khúc Đón Xuân, sáng tác Phạm Đình Trương, biểu diễn đội ca khúc Măng Non, các em là con em lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đạo nội dung, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Trung, thành ủy viên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vĩnh Yên. Chỉ đạo nghệ thuật và hỗ trợ, cô giáo Thụy Hương, Thanh Hướng, Thu Hương, cán bộ phòng giáo dục đào tạo thành phố. Kỹ xảo đồ họa, Nguyễn Thùy Linh, Bùi Đào Khiếm. Chương trình được livestream phát sóng trên fanpage Văn hóa Vĩnh Yên, phát sóng trực tiếp trên các nền tảng xã hội trong ngành giáo dục để lan tỏa truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Tết Nguyên đán hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết âm lịch, Tết cổ truyền. Hai chữ Nguyên đán có gốc chữ Hán, Nguyên có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và đán là ngày hay buổi sáng sớm. Như vậy Nguyên đán là chỉ ngày đầu tiên, tức ngày mùng 1 của một năm. Có những thuyết cho rằng, văn hóa Đông Á thuộc văn minh nông nghiệp lúa nước do nhu cầu canh tác nông nghiệp đã phân chia thời gian trong một năm thành 24 tiết khác nhau. Và ứng với mỗi tiết này đều có một thời khắc giao thời. Trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng, chính là tiết Nguyên đán. Rồi về sau, do sự phát triển vượt bậc của ngôn ngữ nên chữ tiết được Việt hóa thành Tết và hình thành nên tên gọi Tết Nguyên đán như ngày nay. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Tết xuất xứ từ các dân tộc Bách Việt phương Nam. Ngày nay, Tết Nguyên đán được đón mừng ở nhiều quốc gia: Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Singapore, Malaysia, Tibet, Indonesia, Brunei, Philippines, Thái Lan, với nhiều tập tục khác nhau. Ước tính có khoảng 25% người trên toàn thế giới ăn mừng Tết Nguyên đán.
Sau một năm làm việc bận rộn, Tết chính là khoảng thời gian gia đình tụ họp, kể cho nhau nghe những câu chuyện đầu năm. Chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Theo quan niệm của người Việt xưa, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ thì từ cha dùng để chỉ bên nội, từ mẹ dùng để chỉ bên ngoại. Cụm mùng 1 Tết cha có nghĩa là vào ngày mùng 1 Tết, cả gia đình sẽ tập trung bên họ nội để cúng bái tổ tiên, sau đó là chúc Tết ông bà cha mẹ. Sau khi con cháu chúc Tết và nhận lì xì mừng tuổi, cả gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, cùng đi chúc Tết anh em họ hàng thân thiết bên nội, cùng trò chuyện và chúc nhau sức khỏe, hy vọng một năm mới an lành hạnh phúc. Ngày mùng 1 Tết sở dĩ dành cho người cha vì trong quan niệm truyền thống dân gian Việt Nam, người cha bao giờ cũng ở vị trí cao nhất là nóc nhà, bởi thế dân gian ta mới có câu tục ngữ, con không cha như nhà không nóc. Câu nói mùng 1 Tết cha được hiểu là ngày mùng 1, các lễ nghi như chúc tục, mừng tuổi sẽ dành cho người quan trọng nhất trong gia đình. Tương tự như vậy, đến ngày mùng 2 Tết, vợ chồng con cái sẽ xuất hành sang chúc Tết bên họ ngoại, tức là bên mẹ. Mùng 2 là Tết mẹ, người giữ tay hòm chìa khóa, đảm đương mọi việc chi tiêu, bếp núc, thường được gọi là nội tướng trong gia đình. Tuy nhiên ngày nay, các gia đình không còn quá phân biệt rõ ràng như vậy nữa, mà thường gộp chung là mùng 1 và mùng 2 Tết, cả nhà sẽ đi chúc Tết cả bên nội, lẫn bên ngoại và người thân họ hàng. Việt Nam ta vốn là một đất nước nông nghiệp, nên những vật phẩm được dùng làm quà tặng trong dịp Tết ngày xưa thường là những món quà quê giản dị và luôn được người phụ nữ trong gia đình tự tay chuẩn bị để thể hiện sự hiếu thảo, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại. Do quà Tết thường có những loại bánh trái truyền thống theo đặc trưng của từng vùng miền, hay gói mứt ngọt hoặc những thức quà quê như cần gạo nếp thơm nhà trồng, cặp bánh chưng xanh ấm nóng hay chai rượu nếp hảo hạng nhà nấu. Đối với thế hệ ngày nay, dù không còn tự tay chuẩn bị các loại bánh trái truyền thống như xưa, nhưng tấm lòng thảo thơm, chăm chút nâng niu gửi vào món quà Tết vẫn không hề thay đổi. Quà Tết biếu ông bà cha mẹ thời hiện đại thường sẽ là một giỏ quà lớn với đủ đầy các loại bánh kẹo mang hương vị mùa xuân, gợi nhắc sự đoàn viên của đại gia đình.
mừng Tết đến và lúc đến nhà nhà cây mai vàng tình đầu hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người ấy sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến là cùng ngồi bên bếp hồng và lời bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Cành én nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc đẹp xinh đất trời màu áo. Màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trống.
cơm mưa kia nắng hạ đang dơ lách tách ở ngoài ban công thằng nhóc đang chạy trong nhà sân trường với chiếc ả lên mà mẹ đang sắp đột khôn những bài học mẹ dạy gặp người đứng xa là phải trò chiếc đĩa duy nhất ở trong mưa cô lên là rau muống xào tỏ chúng ta nghèo nhưng chúng ta sống phải giữ nét người mẹ dạy đây là động lực để mình hoàn thiện cái chữ nét đi vào Sài Gòn tuổi thanh niên tràn đầy sức trẻ mỗi lần mẹ gọi chỉ nhắc con trai phải luôn giữ gìn sức khỏe gái nhiều đêm mày mò trong phòng thu gặp ta là nơi chứa đựng thuốc độc phải đổi bằng một vài giấc ngủ con là bất hủ ta phải thật thành công trong việc làm người tử tế trong việc đối nhân xử thế cũng chẳng cần thành bà thành ông nhưng việc còn chưa làm xong hay không mai mốt xin mất bên phận cần kể cả chết đần khiêng đợi bác sĩ không còn một cách nào khác bố mẹ đành nhờ thiên nhiên giây phút sinh tử trôi qua trước mắt mới hiểu được tình cha mẹ thiêng liêng quý giá đến nhường nào đau đớn trên giường bệnh ấm áp rồi thở phào khi bố mẹ nằm cạnh nước mắt chỉ ngang mặt nghĩ về những lần sai và con là kẻ may mắn khi được bố mẹ và thân sống thân hại hoàn gió sương nên trái mọi loài to xương khóc để vui tôi gọi là tiếng khóc mới chữa lành mọi vết thương cũng đi xâm chiếm góc tối họ dạy tôi ngẩng cao đổ sau rồi đang dưới vách cống và tôi không nhớ những lời dạy bởi vì chỉ thôn lòng cách sống và ở trên thế gian này tôi đâu có muốn bị so sánh nhiều bay không được đâu chỉ tại gió đôi khi là do cánh diều mẹ không có hình xăm như khi sinh ra và luôn nhớ nhất tại sao ta phải biết trân trọng nên khi phải tránh người thân rồi đất tuổi khi thời vậy nhẹ nhõm thì phải nhớ những ai chịu nặng cùng tâm sẽ luôn sinh tưởng bắt những cái đẹp sẽ lên chân dung nhớ khuôn lòng biết ơn nó chẳng khác nó là sứ bần cùng khắc cốt ghi năm đến tận cùng gió sương nên trái mọi loài tôn thường mới thấy cuộc đời vốn vô thường rồi cùng phải quên đâu ai ở mãi bên giang tay ôm mình trước nhau một lần nữa nè cà la cà nè cà cha la cà nè cà cha la cà trái tim mình sang rồi ta đã từng nâng kẻ ta đã từng nâng nói với những tầm thôi
cuối cùng vẫn không chịu buông lời. Ta sẽ bước sang trang mới, một mình ta đứng một vùng trời. Luôn phải khắc cốt ghi tâm, khắc cốt ghi tâm. Gia đình chính là sức mạnh, phải biết ơn biết mong thành người. Thank you.
đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đèn trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Không hoa nhẹ rung, môi cười thèm thùng cùng bao mùa xa. Say duyên lành, vương say duyên lành, thắm tô trời xuân, thắm tô trời xuân. Bầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về, lòng thiên tha như muốn tiếng đàn. Xuân sắc yên vui, cho ngày xanh không hẹn lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa, cùng đã cho xuân đang giáng xuống trăng. Thế gian lắng nghe tiếng xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phong. Nào ai thương hờ xuân vẫn ngóng chờ. Nơi đây nước lây cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đèn trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếm hoa hết vai đời hương phong. Nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đèn trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Xuân Giáp Thìn năm 2024 đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách quý. Chúc toàn thể chúng ta có một xuân mới an khang, hạnh phúc và đầm ấm. Xin được trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý và các bậc phụ huynh, các em học sinh đã có mặt trong buổi chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn.
Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đội văn nghệ của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vĩnh Yên đã có những lời ca tiếng hát đem lại mùa xuân ấm áp cho buổi Tết ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Đã đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý ổn định để hội nghị được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các mạnh thường quân và toàn thể hội nghị, nhằm kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tấm lòng nhân ái đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiểu nhau hơn qua câu nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bao ngàn đời nay, người Việt Nam luôn là những người giàu lòng nhân ái, với câu thành ngữ truyền khẩu nhau, lá lành đùm lá rách, chỉ có sự đùm bọc, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên trong cộng đồng xã hội. Trong cuộc sống này, người giàu có, khỏe mạnh giúp người nghèo khó, yếu đuối, thậm chí người bình thường cũng có thể giúp người hoạn nạn lúc xa cơ, lỡ vận. Nói một cách khác và thực tế hơn, một nắm khi đói bằng một gói khi no, đó là một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mà không phải một dân tộc nào cũng có. Yêu thương người có hoàn cảnh éo le trong cuộc sống, giúp đỡ người khi gặp trắc trở khó khăn. Sau khi báo cáo được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, hôm nay Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị trao tặng quà Tết nhân ái năm 2024 cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón. Về đại biểu tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón. Hội nghị xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón. Xin trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí là lãnh đạo phòng nghiệp vụ của Hội Chữ Thập Đỏ cũng về dự ngày hôm nay. Về đại biểu thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, đề nghị hội nghị. Dự hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí là trưởng các phòng ban, đơn vị, văn phòng thành ủy, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố để hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu xã phường, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường và các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ cấp xã phường, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón. Dự hội nghị hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng được đón các nhà tài trợ và gần 300 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt qua trong cuộc sống cũng có mặt và dự đầy đủ ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh và thành phố cũng đã về dự và đưa tin tại hội nghị này. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng thông qua nội dung chương trình hội nghị ngày hôm nay. Hội nghị diễn ra trong vòng một buổi sáng cùng ngày với các nội dung như sau: 1. Đón tiếp đại biểu. 2. Chương trình văn nghệ chào mừng. 3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. 4. Khai mạc hội nghị. 5. Trao và tiếp nhận biển tượng trưng của các nhà tài trợ. 6. Đại diện các nhà tài trợ phát biểu. 7. Phát biểu chỉ đạo của cấp trên. 8. Trao quà cho các đối tượng nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Thìn 2024. 9. Kết thúc hội nghị. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc.
Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, hôm nay trong không khí cả nước bước sang những ngày đầu của năm 2024 và chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, Ủy ban nhân thành phố tổ chức chương trình Tết nhân ái năm 2024 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo thành phố và tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, các gia đình chính sách, các em học sinh yêu quý, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, như chúng ta đều biết, chăm lo nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn và gia đình yếu thế luôn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, thể hiện sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người. Đây là sự giúp đỡ đầy tình người về vật chất, tinh thần, sức khỏe cho những người kém may mắn trong xã hội, là chỉ số thước đo của xã hội văn minh và tiến bộ. Mỗi dịp xuân về, trên khắp mọi miền Tổ quốc đều diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo thiết thực để mọi người, mọi nhà, mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện rõ truyền thống nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Tại thành phố Vĩnh Yên, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một chủ trương lớn được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn dành nhiều sự quan tâm. Trong chương trình Tết nhân ái ngày hôm nay do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, chúng ta cùng khởi động một mùa hoạt động nhân đạo của năm mới với tinh thần tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự quan tâm của các cấp ngành, của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức cá nhân đã đóng góp tiền, hiện vật cho công tác an sinh xã hội của thành phố. Xin cảm ơn một số các tổ chức cá nhân trong năm 2023 cũng có đóng góp về công tác an sinh xã hội đối với thành phố. Xin trân trọng cảm ơn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Vĩnh Phúc. Xin cảm ơn Tập đoàn Pride. Cảm ơn Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Vĩnh Phúc, Công ty Trách nhiệm Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, Câu lạc bộ Từ thiện Trái tim yêu thương, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Điện lực Vĩnh Yên, đại diện gia đình bà Phùng Thị Cầu, phường Tích Sơn, cùng các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã luôn song hành cùng chúng tôi trong các chương trình nhân đạo, nhân ái, và thành phố cũng hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những sự giúp đỡ, đóng góp quý báu của các tổ chức cá nhân cho công tác an sinh xã hội của thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị, tôi tin tưởng và mong muốn với truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, với quan điểm xuyên suốt từ tỉnh đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mọi quan điểm, mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế xã hội. Sau hội nghị hôm nay sẽ có nhiều và nhiều hơn nữa những tấm lòng, những đại sứ của lòng nhân ái sẽ tiếp tục chia sẻ và ủng hộ cho các đối tượng yếu thế trong những ngày Tết, những ngày đầu xuân năm Giáp Thìn. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc chương trình trao tặng quà Tết nhân ái năm 2024 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị tài trợ, các đối tượng chính sách và các em học sinh yêu mến một năm mới, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho chương trình Tết nhân ái năm 2024 thành công, rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã lên khai mạc chương trình. Kính thưa các quý vị đại biểu,
các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Tinh thần lá lành đùm lá rách là một đức tính cao đẹp của người dân Việt Nam. Trong suốt chương trình, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã tham gia. Xin trân trọng cảm ơn sâu sắc những tấm lòng đóng góp quý báu của các nhà tài trợ để ban tổ chức chúng tôi là nhịp cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân có lòng từ thiện cùng chia sẻ với các đối tượng để phần nào giúp đỡ họ nhiều hơn trong cuộc sống, để đem lại niềm vui, sự ấm áp vì một ngày mai tươi sáng. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Vũ Việt Hưng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xăng dầu Vĩnh Phúc lên trao kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho quỹ người nghèo của thành phố. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin được kính mời đồng chí Hoàng Việt Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Phó trưởng ban vận động quỹ người nghèo của thành phố lên tiếp nhận quà của Tập đoàn Xăng Việt Nam. Xin trân trọng mời đồng chí. Được trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hạn một thành viên xăng dầu Thịnh Phúc. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Ngô Minh Phượng, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Mời bà, vâng, xin mời bà. Xin kính mời đồng chí Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố lên tiếp nhận. Một nữa xin được ban tổ chức xin chúng ta nhiệt liệt vỗ tay ạ. Xin được trân trọng kính mời bà Vũ Thị Nhinh, trưởng phòng nhân sự công ty công nghiệp chính sách Việt Nam 1. Mời ông Long. Vâng, xin mời anh ông Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ lên thành phố lên tiếp nhận và quà ủng hộ đơn vị. Xin mời anh mời bà. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng. Xin được kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban đối ngoại của tập đoàn Pride. Chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng. Được kính mời bà Trần Thị Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ Trái tim yêu thương. Chúng ta có một tràng pháo tay để được chân thành giới thiệu công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ạ. Vâng.
ta nổ vàng vàng chéo tay ạ. Vâng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn hội nghị, trong suốt quá trình diễn ra chương trình Tết Nhân Ái, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều sự đóng góp của các nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ cái chương trình ngày hôm nay. Do cuối năm các đơn vị cá nhân cũng bận việc đột xuất nên không dự được hết buổi. Sau đây xin trân trọng giới thiệu các đơn vị đã ủng hộ: Ngân hàng Chính sách tỉnh Vĩnh Phúc 8 triệu đồng, Điện lực thành phố Vĩnh Yên 8 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 30 triệu đồng, gia đình bà Cầu ở Tích Sơn là 50 triệu đồng. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các quý cơ quan cá nhân đã đồng lòng với thành phố chia sẻ bớt đi khó khăn cho các đối tượng để họ có một mùa xuân ấm áp và đầy tình thương. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cho chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, tại hội nghị ngày hôm nay, ban tổ chức rất vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh về dự và chỉ đạo chương trình ngày hôm nay. Hội nghị xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa đồng chí Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng, các phòng, đoàn thể của thành phố Vĩnh Yên. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân. Hôm nay, trong không khí náo nức chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi rất vui mừng được về dự chương trình trao tặng quà Tết hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái của thành phố Vĩnh Yên. Thay mặt cho Thường trực Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân dự chương trình lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức. Song với quyết tâm cao độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ổn định. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững và trong sự phát triển của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của thành phố Vĩnh Yên. Hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái năm 2024, của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung tổ chức tốt phong trào Tết Nhân Ái năm 2024 nhằm khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp, thương người như thể thương thân của các tầng lớp nhân dân, các cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng chung tay chăm lo giúp đỡ người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Tết Nhân Ái tại Nhà hát tỉnh vào ngày 24 tháng 1 năm 2024, và chương trình đã có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sở ban ngành, toàn bộ các đồng chí lãnh đạo của tỉnh có sự tham dự và các đơn vị cơ quan, đồng thời các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên và bà con nhân dân đã đến dự chương trình. Và tại chương trình thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho hơn 1.000 người hưởng lợi các cái suất quà Tết. Và Tết Nhân Ái là một hoạt động đa dạng, không chỉ trao các phần quà Tết bằng tiền, bằng hiện vật cho người nghèo mà còn có các cái hoạt động gắn kết cộng đồng như là tổ chức chợ Tết, hội Tết, cỗ Tết để mọi người cùng tham gia trong không gian văn hóa Tết được vui vẻ hơn,
ấm áp hơn và mang đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Phong trào Tết nhân ái đang được tổ chức sôi nổi ở tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh. Phong trào đóng góp phần làm nổi bật thêm truyền thống nhân ái, lá lành, đùm lá rách của dân tộc ta. Với ý nghĩa và ý nghĩa nhân văn và sâu sắc đó thì chúng ta tin tưởng rằng phong trào Tết nhân ái năm 2024 sẽ có sức lan tỏa sâu rộng, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh bằng giá trị nhân văn của cuộc sống, trao yêu thương để nhận yêu thương. Mỗi một món quà dù ít dù nhiều sẽ góp phần giúp cho người nghèo ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau đón Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm 2024 ấm áp và đong đầy yêu thương. Tại chương trình hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên cũng đã tổ chức chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực, quan tâm kịp thời tới những người nghèo, người yếu thế trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc cũng xin được ghi nhận và biểu dương nhiệt liệt cái sự nỗ lực thực hiện phong trào Tết nhân ái của thành phố. Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương của thành phố cũng tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Tết nhân ái năm 2024 để có thêm nguồn lực kịp thời chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống của người có hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa xin được chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo của thành phố Vĩnh Yên, chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể nhân dân lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, đón xuân mới nhiều thắng lợi mới. Xin được trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Phó Tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban đối ngoại tập đoàn Pride thay mặt các nhà trợ, tài trợ lên có ý kiến phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa bà Nguyễn Thị Kình Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Kính thưa ông Hoàng Đình Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, cùng toàn thể các quý vị đại biểu, các gia đình chính sách và cùng các cháu học sinh yêu quý. Hôm nay rất là trong cái không khí chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn, cũng là Tết Nguyên đán. Tôi rất vinh dự được đại diện cho các nhà tài trợ, cho cả tập đoàn Bright lên phát biểu, chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong của các cái nhà tài trợ trong cái Tết, chương trình Tết nhân ái này. Lời đầu tiên tôi xin được kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, khách quý, các vị lãnh đạo tỉnh cùng với thành phố, cùng các gia đình chính sách và các em học sinh một sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Như quý vị đã biết, tập đoàn Bright thì đóng quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, có trụ sở chính tại khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập từ năm 1999, trải qua 25 năm hình thành và phát triển. Đến nay chúng tôi từ một công ty đầu tiên đặt nền móng tại thị trấn Hương Canh, thì đến nay tập đoàn chúng tôi đã có phát triển lên 15 công ty trên 5 tỉnh cả nước, đó là Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Với trụ sở chính tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 8 công ty thành viên. Riêng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên thì có 3 công ty thành viên. Chính vì vậy, tập đoàn Bright luôn có những chính sách an sinh xã hội nơi địa bàn mà Bright đóng quân. Từ năm 2013 cho đến nay, được Bright thì chuyển giao sang cho tập đoàn SCG của Thái Lan với sản xuất về vật liệu xây dựng, gạch ốp lát và các thiết bị vệ sinh trong phòng tắm. Thì đến nay, công ty mẹ
đến đầu tư tại Việt Nam cũng có một những chính sách, đó là phải tuân thủ, ngoài cái việc tuân thủ luật ở trên quốc gia, trên địa bàn mà nơi FCG đầu tư, thì cũng là nơi quan tâm đến toàn bộ các cái chính sách an sinh xã hội, chấp hành toàn bộ các cái pháp luật tại nước sở tại, đồng thời cũng chung tay xây dựng, đóng góp tất cả các cái về xây dựng quê hương, nơi mà địa bàn mà FCG đầu tư và đóng quân. Trải qua tất cả những hình thành hơn 10 năm đầu tư tại Việt Nam, thì tập đoàn FCG đã chung tay xây dựng rất nhiều các cái hoạt động thiện nguyện trên tinh thần mỗi tổ chức, mỗi cá nhân là một địa chỉ nhân đạo. Và chúng tôi đã đồng hành cùng với chữ thập đỏ các tỉnh mà chúng tôi đóng quân. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi phối hợp với hội chữ thập đỏ các cấp từ tỉnh cho đến phường xã để làm sao xây dựng được các cái địa chỉ thiện nguyện, cùng chung tay xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp. Đến với Tết Nhân Ái Giáp Thìn năm nay, thì trải qua các thời gian vừa qua, thì tập đoàn Bright đã có những các cái hoạt động để mà làm cho một cái Tết xanh, sạch, đẹp, ấm áp, với nơi như Hương Canh và Tam Hợp Bình Xuyên, thì chúng tôi đã chung tay xây dựng là sạch đường phố, sạch ngõ phố và sạch đường làng, để làm sao cho bà con đón Tết sạch sẽ, an vui. Ngoài ra thì trên các địa bàn như phường Khai Quang, chúng tôi cũng sẽ dọn dẹp cây xanh ngõ phố để làm sao cho bà con đi lại thuận tiện. Trên các địa bàn, mỗi một địa bàn trên xã phường chúng tôi ở, thì chúng tôi đều có các cái phần quà dành tặng cho bà con, để theo đúng tinh thần của Tết Nhân Ái, không bỏ lại ai ở phía sau. Đến hôm nay thì chúng tôi đã tặng toàn bộ, trên tinh thần của tập đoàn, chúng tôi đã tặng với 500 suất quà cho Tết Nhân Ái. Riêng địa bàn thành phố Vĩnh Yên thì chúng tôi cũng dành 100 suất quà, và trên địa bàn tỉnh chúng tôi cũng dành 100 suất quà. Đồng thời ở Bình Xuyên chúng tôi cũng có 100 suất quà dành cho Tết Nhân Ái, nhân đạo, từ thiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tổ chức các cái Tết Nhân Ái dành cho cán bộ, công nhân viên trong tập đoàn mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng như thế, chúng tôi cũng mong muốn được rằng là chia sẻ và lan tỏa các cái yêu thương đến với các cái gia đình chính sách, các cái gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe về tinh thần, an vui trong các cái hoạt động về văn hóa, chính trị. Chúng tôi mong muốn là được đóng góp rất nhiều các cái công sức mà nhỏ bé để xây dựng trên địa bàn quê hương tỉnh Vĩnh Phúc. Với tinh thần là người FCG của Thái Lan ấy, thì đến đầu tư tại Việt Nam thì họ mong muốn rằng là đến đầu tư tại Vĩnh Phúc, họ cũng sẽ trở thành một công dân của Vĩnh Phúc, và họ sẽ trở thành một công dân tốt, một công dân mẫu mực của tỉnh Vĩnh Phúc, chứ không phải là một người Thái Lan hay là người khác. Họ hòa đồng, họ hòa nhập vào văn hóa Việt Nam, và điều đấy chúng tôi cảm thấy rất là vui. Từ năm 2007 cho đến nay thì tập đoàn Bright luôn luôn phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Vĩnh Yên tạo nên các cái hoạt động từ thiện cộng đồng, từ xây nhà tình nghĩa cho đến các cái hoạt động Tết Nhân Ái. Chúng tôi đều cố gắng hết sức mình để làm một cách tốt nhất, một cách ấm áp nhất. Đấy là cái trên tinh thần tôn chỉ hoạt động và về các cái trách nhiệm xã hội của cộng đồng của Bright chúng tôi. Ngoài ra thì tập đoàn chúng tôi có một cái chương trình, đó là chương trình biến giấc mơ thành hiện thực. Chỉ cần các bạn có ước mơ thì chúng tôi sẽ mang cái ước mơ đấy thành hiện thực cho các bạn. Thì các cái mô hình mà đã trên thành phố này ấy, thì đã triển khai rất là nhiều. Ví dụ như là dàn lan, tôi nhớ là công trình đầu tiên chúng tôi hỗ trợ đó là cái dàn lan của anh ở phường Định Trung của thành phố Vĩnh Yên. Và các cái mô hình như xe đẩy bán xôi,
trên địa bàn thành phố cũng có rất là nhiều các cái mô hình bán xôi, hay là mô hình rửa xe, hay là mô hình máy may, may ấy. Thì chúng tôi rất là vui khi được mang đến những cái hỗ trợ sinh kế cho các bạn. Đến đây thì tôi mong muốn được chia sẻ các cái tinh thần Tết ấm áp và yêu thương. Thay mặt cho tập đoàn Bright, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Hội Chữ Thập Đỏ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng Ủy ban thành phố, cùng các sở ban ngành đã giúp đỡ tập đoàn Bright trong các cái vấn đề cho phát triển kinh doanh của tập đoàn. Lời cuối cùng tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng các vị lãnh đạo, cùng các gia đình chính sách, cùng các em học sinh một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một xuân mới an lành, bình an và an toàn ạ. Xin cảm ơn ạ. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban đối ngoại tập đoàn Bright, đại diện cho các nhà tài trợ đã lên phát biểu ý kiến tại hội nghị ngày hôm nay, và cũng rất mong các nhà tài trợ trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ cùng thành phố, đồng hành cùng thành phố để cho những hộ nghèo, các gia đình chính sách và các em học sinh ta có một cái cuộc sống tốt đẹp, ấm áp hơn. Xin trân trọng kính cảm ơn các nhà tài trợ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Thúy lên điều hành phần trao tặng quà cho các đối tượng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, chương trình trao tặng quà Tết nhân ái được phát trực tiếp trên trang fanpage Văn hóa Vinh Yên. Được sự phân công của ban tổ chức, sau đây tôi xin kính mời các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo lên sân khấu để nhận quà hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Trước tiên, ban tổ chức xin mời các hộ có tên sau lên sân khấu. Xin mời hộ bà Lại Thị Nghệ ở Vĩnh Thành, bà Nguyễn Thị Hòa ở Tân Phúc, bà Nguyễn Thị Phương ở Tân Phúc, bà Chu Thị Mây ở Trần Quốc Toản, ông Nguyễn Xuân Vinh ở Vĩnh Tân, ông Bùi Văn Giang ở Vĩnh Tân, ở thôn rừng, ông bà Bụng Phùng Thị Thơm ở thôn Vinh Quang, bà Bùi Thị Cúc, thôn Đồng Sắn, ông Bùi Văn Thường, thôn Vinh Quang, bà Phùng Thị Huê, thôn Nam, bà Nguyễn Thị Lệ, thôn Vinh Quang. Xin mời đồng chí Nga, các đồng chí sẽ hướng dẫn các bà luôn. Bà Phạm Thị Tình, thôn Đông, ông Lương Văn Quý, thôn Đông, ông Đỗ Quang Trung, thôn Đoài, bà Bùi Thị Hải, thôn Rừng, ông Lương Văn Năm, thôn Đồng Sắn, ông Nguyễn Thanh Kiên, thôn Đồng Sắn, bà Bùi Thị Toan, thôn Nam. Tại hàng 2 đứng phía trên là 15 chủ hộ, gồm ông Đỗ Xuân Toàn, thôn Đồng Sắn, ông Nguyễn Văn Sang, thôn Vị Trù, ông Lê Văn Hùng, thôn Tân Tiến. Xin mời các ông bà ở hàng 1 là 18 chủ hộ của chúng ta sẽ đứng ở vị trí gần bục ạ. Còn đối với các ông bà có tên đứng tại hàng 2 thì chúng ta sẽ đứng lên phía trên ạ. Tại hàng 2 đứng phía trên gồm các ông Đỗ Xuân Toàn, thôn Đồng Sắn ạ, ông Nguyễn Văn Sang, thôn Vị Trù, ông Lê Văn Hùng, thôn Tân Tiến ạ, bà Lưu Thị Nhung, Lam Sơn, bà Nguyễn Thị Tuyết,
tổ dân phố Gạch, ông Phạm Văn Minh, Vĩnh Thịnh 2, bà Nguyễn Thị Liên, Vĩnh Ninh, bà Phạm Thị Ích, Đồng Khâu, ông Trần Danh Hồng, Vĩnh Thịnh 4, bà Nguyễn Thị Nhung, Vĩnh Thịnh 3, bà Đặng Thị Tẹo, Vĩnh Thịnh 1, ông Hoàng Văn Túc, Đắc Thú, ông Hoàng Văn Cử, tổ dân phố Dẫu, ông Hoàng Tuấn Anh, tổ dân phố Đậu và bà Nguyễn Thị Tuyết, tổ dân phố Đậu ạ. Đây là những ông bà sẽ đứng tại hàng 2 ở phía trên ạ. Không di chuyển đi. Tôi nghĩ là đồng chí Thảo với đồng chí Nga để cho các đồng chí Nga sinh sẽ... Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên lên trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trân trọng kính mời. Xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Sau đây cháu được xin mời các bác sẽ quay trở về vòng 2 để đi lên phía bục ạ. Thank you.
Sau đây xin mời ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên sẽ trao quà cho các ông bà. Trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối nắng xuân đem vui với đời kia trong vạt nắng mạnh xuân tràn rỡ khóm hoa nhẹ rung môi cười thèm thuồng tiếng bao nguồn sông trời xanh đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi mát ta nghe gió về đang thiết tha như muốn tiếng đàn xuân đem niềm vui cho ngày xanh không hay lời than sâu thương gió mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa một tràng pháo tay từ phía quý vị đại biểu ạ. Sau đây cháu xin phép được mời các bác lui xuống phía dưới một chút để sát hàng hai ở trên bục để chúng ta cùng chụp ảnh toàn cảnh ạ. Xin mời hai đồng chí lãnh đạo chúng ta sẽ nán lại sân khấu để chụp ảnh toàn cảnh cùng với các bà con được nhận quà. Vui trong bình minh muôn loài chim hót và mọi nơi đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối khát khao xuân tươi thái hòa một lần nữa đề nghị các đồng chí chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho các hộ gia đình được nhận quà. Cảm ơn các đồng chí đại biểu. Sau đây xin mời các bác chúng ta cùng quay trở về, chúng ta cùng đi vào phía trong sân khấu. Tiếp theo xin mời các hộ có tên sau lên sân khấu ạ. Xin mời ông Khổng Duy Tưởng, tổ dân phố Gẩy Cầu Bút, bà Trần Thị Tuyết, tổ dân phố Gia Viễn, ông Dương Văn Kiên, tổ dân phố Vẽn, ông Nguyễn Công Năm, tổ dân phố Vẽn, ông Phạm Văn Bình, Trung Thành, ông Nguyễn Văn Thực, ông Lưu Văn Thành, bà Nguyễn Thị Mận, bà Nguyễn Thị Thúy Dung, bà Ngô Thị Hạnh, bà Đỗ Thị Thu, ông Dương Văn Hậu, bà Hoàng Thị Thanh, bà Trần Thị Thủy, ông Dương Văn Trừng, bà Dương Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Nhu, bà Hoàng Thị Thư, bà Nguyễn Thị An, bà Nguyễn Thị Thành, ông Nguyễn Văn Tâm, xin mời ạ, xin mời tại vị trí hàng 2 phía trên ạ, bà Nguyễn Thị An ạ, bà Nguyễn Thị Thành, ông Nguyễn Văn Tâm, bà Hoàng Thị Đạt, ông Nguyễn Văn Vượng, bà Hoàng Thị Tiếp. Đó, xin mời ạ, xin mời hàng 2 ạ, hàng 2 các bác đứng phía trên giúp ạ. Hàng 2 ạ, hàng 2 cháu xin mời bà Nguyễn Thị An ạ, bà Nguyễn Thị Thành ạ,
ông Nguyễn Văn Tâm, bà Hoàng Thị Đạt, ông Nguyễn Văn Vượng, bà Hoàng Thị Tiếp, ông Hoàng Anh Tuấn, bà Đỗ Thị Loan, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, ông Nguyễn Văn Việt, ông Nguyễn Văn Kỳ, ông Nguyễn Văn Rằng, ông Nguyễn Văn Giỏi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Nguyễn Thị Tiến ạ. Đây là các ông bà sẽ đứng tại vị trí hàng hai phía trên ạ. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Yên lên trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trân trọng kính mời. Lòng dạ sao
đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, tình xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thế. Cháu xin mời các bác chúng ta đi vào phía sau sân khấu ạ. Theo chương trình, sau đây xin mời các hộ có tên sau lên sân khấu. Xin mời bà Nguyễn Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Lý, bà Phạm Thị Lịch, bà Trần Thị Hồng, ông Phạm Văn Kiên, ông Phùng Gia An, ông Phùng Ngọc Phúc, ông Nguyễn Chí Thanh, ông Nguyễn Tiến Luận, bà Phùng Thị Bảy, ông Nguyễn Thị Xuyên, bà Nguyễn Thị Xuyên, ông Phùng Gia Đàm, bà Nguyễn Thị Vinh, bà Phùng Thị Sáng, bà Phạm Thị Hòa, ông Hoàng Trọng Tiến, bà Nguyễn Thị Thu Trang, ông Lục Mạnh Nam. Là những ông bà đứng ở vị trí hàng số 1. Tiếp theo tại vị trí hàng số 2 là bà Bùi Thị Trình, bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Hương, ông Nguyễn Văn Lành, bà Lương Thị Thu, ông Hoàng Hùng Hiệu, ông Phùng Văn Trường, bà Phùng Thị Thu, bà Nguyễn Thị Hương, bà Nguyễn Thị Thúy Anh, bà Phùng Thị Hợp, bà Phùng Thị Thùy, bà Phùng Thị Thái, bà Phùng Thị Loan, bà Phùng Thị Thanh, bà Nguyễn Thị Hương. Đó là 16 chủ hộ sẽ đứng ở vị trí hàng 2. Tiếp theo chương trình xin mời ông Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Kim Trung, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố lên trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trân trọng kính mời. Ngày mùa xuân rất hiền, ngày là hoa rất thơm, ngày là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ, người vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân mời hàng thứ hai. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Sau đây cháu mời các bác ở hàng trên, chúng ta sẽ lên phía trên bục ạ. Xin mời các quý vị đại biểu nán lại sân khấu để chúng ta tiếp tục trao quà. Cháu xin mời các bác chúng ta quay trở lại phía sau đứng lên bục ạ. Này là con non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm, này là giọt sương chiếu nặng hạt ngọc trên lá cỏ, trên bông tầm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ,
người vừa hiền cô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân đại biểu. Xin mời các bác, chúng ta sẽ quay trở lại phía sân khấu, chúng ta đi vòng phía sau cánh gà. Theo chương trình, ban tổ chức xin mời các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 có tên lên sân khấu. Trước tiên, ban tổ chức xin mời các em có tên sau: em Nguyễn Hoàng An, em Hoàng Mạnh Tiền, em Nguyễn Tùng Lâm, em Đặng Khánh Đăng, em Phùng Thị Ngọc Linh, em Phạm Minh Hiếu, em Nguyễn Trung Kiên, em Ngô Phương Thủy, em Đào Trung Kiên, em Phạm Hậu Giang, em Đỗ Thị Hiền, em Trần Châu Anh, em Phùng Tiến Dũng, em Phùng Thị Mai Anh, em Đỗ Hoàng Hải, em Nguyễn Thị Thùy Linh, em Nguyễn Bảo Châu, em Nguyễn Thành Trung, em Bùi Hải Đăng là những em học sinh sẽ đứng ở vị trí hàng 1. Tại vị trí hàng thứ 2, xin mời các em Lê Nguyễn Hồng Sơn, Bùi Thị Hồng Nhung, Nguyễn Bảo Hân, Nguyễn Hoàng Duy, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Tú, Dương Tú Quyên, Chu Thị Thanh Yến, Nguyễn Thu Thủy, Vũ Quang Huy, Nguyễn Đức Duy, Nguyễn Đặng Bảo Trâm, Chu Minh Khang, Hà Bảo Ngọc, Tô Nhân Nam, Nguyễn Trung Kiên, Lê Thị Thu Hiền và Hoàng Trọng Hiếu. Đây là các em sẽ đứng ở vị trí hàng thứ 2. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vĩnh Yên sẽ lên trao quà cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xin trân trọng kính mời. Xuân đang tới anh ngỡ ngàng, bồi hồi lên chuyến xe. Hey.
mời các em chúng ta vòng lên vị trí ở trên bục. Xin mời các em ở vị trí hàng hai chúng ta quay vòng lại vị trí đứng trên bục. Các em tiếp theo. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận quà. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời các em chúng ta khẩn trương về phía sau sân khấu. Tiếp theo, xin mời các em học sinh khối tiểu học có tên sau lên sân khấu. Xin mời em Dương Tiến Mạnh, em Hoàng Oanh Thư, em Phạm Văn Khương, em Nguyễn Tường Vi, em Phùng Thị Hoa, em Nguyễn Văn Thắng, em Nguyễn Ngọc Minh Duy, em Phùng Thị Ngọc Bích, em Phùng Thị Thu, em Nguyễn Bảo An, em Nguyễn Thị Ngọc Nhung, em Đặng Minh Đăng, em Ngô Gia Bảo, em Nguyễn Văn Duy, em Trương Anh Toản, em Nguyễn Mai Nguyễn Đức Long, em Nguyễn Triệu Trang, em Lê Thị Hoài Thu là các em sẽ đứng ở vị trí hàng 1. Tại hàng 2 xin mời các em Trần Đức Long, em Bàn Thị Hường, em Phùng Gia Long, em Lê Minh Châu, em Dương Gia Hưng, em Hà Quốc Bảo, em Bùi Thục Anh, em Phùng Thị Ngọc Hân, em Phùng Thảo Nhi, em Phạm Hải Yến, em Đỗ Huyền Trang, em Triệu Quang Minh, em Nguyễn Hồng Nhung, em Trần Tiến Đạt và em Phùng Anh Đạt. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Yên sẽ lên trao quà cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trân trọng kính mời. Thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thế. Các em hàng hai lưu ý, khi chúng ta được nhận quà của các bác đại biểu trao tặng xong thì chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta lên phía bục luôn. Hai cô lưu ý giúp ạ. Cô Nga, cô Sinh lưu ý giúp. Xin mời các em chúng ta quay trở lại bục ạ. Các em nhận quà xong chúng ta quay trở lên đứng vị trí trên bục. Đề nghị chúng ta chúc mừng cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận quà. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin mời các em chúng ta lùi vào phía trong sân khấu.
để quay trở về phía hội trường. Xin mời các em đi vào phía trong sân khấu để quay trở về vị trí chỗ ngồi của mình. Sau đây xin mời các em học sinh sau lên sân khấu. Xin mời em Nguyễn Mạnh Công, em Phạm Bảo An, em Vũ Thị Ánh Nguyệt, em Nguyễn Thị Như Quỳnh, em Nguyễn Kim Liên, em Phùng Thanh Vân, em Nguyễn Thị Quỳnh Chi, em Nguyễn Trường Giang, em Nguyễn Minh Quang, em Hoàng Trọng Tài, em Ngô Đức Khôi, em Tạ Trần Gia Bảo, em Nguyễn Xuân Mai, em Lê Nguyễn Thùy Trang, em Nguyễn Hồng Thái, em Trần Thị Thùy Dương, em Nguyễn Thị Ngọc Anh, em Nguyễn Thành Đạt là các em thuộc hàng 1. Tại vị trí hàng 2, mời các em Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Bùi Duy Anh, Bùi Ngân Hà, Đỗ Hằng Nga, Lương Ngọc Yến, Phùng Ngọc Minh Khang, Hoàng Thanh Hiền, Trần Thị Diệu Vi, Nghiêm Tuấn Anh, Nguyễn Duy Hưng và em Hoàng Duy Thuận. Các cô xin lưu ý là cân đối hàng cho các em cho đều giúp ạ. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Nguyễn Thị Kim Trung, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo lên trao quà cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhất trên vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhau duyên mãi xuân thắm tươi ôi nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nhiều quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho các em học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận quà. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin mời các em chúng ta sẽ đi vào phía trong sân khấu. Theo chương trình, xin mời các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lên sân khấu nhận quà của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tặng. Xin mời bà Nguyễn Thị Huyền, xin mời bà Ngô Thị Nguyệt, bà Nguyễn Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Đáng, bà Dương Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Hoàn, bà Nguyễn Thị Ngọc, ông Nguyễn Văn Thắng, bà Nguyễn Thị Lan, bà Lê Phương Ly, ông Nguyễn Hữu Hùng, bà Trần Thị Xuyến, bà Nguyễn Thị Liên, ông Nguyễn Đình Bích, ông Phùng Gia Tĩnh,
bà Phùng Thị Bé, bà Nguyễn Thị Khánh, bà Nguyễn Thị Phương là các ông bà đứng tại vị trí hàng 1. Xin mời tại vị trí hàng 2 bà Nguyễn Thị Thủy, ông Nguyễn Tiến Long, ông Nguyễn Văn Chức, bà Trần Thị Gái, bà Hoàng Thị Liên, bà chị Minh Đức, bà Phùng Thị Thiết, bà Phùng Thị Trử, ông Phạm Văn Ý, bà Trần Thị Như Quỳnh, ông Nguyễn Duy Hùng và ông Nguyễn Văn Nhạc ạ. Cháu xin mời các bác chúng ta cùng bỏ khẩu trang ra để chụp và ghi lại những bức hình làm lưu niệm ạ. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Hà Thị Minh Hoa, Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên lên trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Này là cỏ non rất mềm, này mùa xuân rất hiền, này là hoa rất thơm. Đây là giọt sương chiếu nặng hạt mộc trên lá cỏ, trên bông cẩm xuân trước hiên nhà. Vì em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân. Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho các hộ được nhận quà. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu. Xin mời các bác chúng ta cùng đi vào phía sau sân khấu để trở về vị trí chỗ ngồi của mình tại hội trường ạ. Xin mời các hộ được nhận hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 có tên sau lên sân khấu. Xin mời bà Nguyễn Thị Thành. Xin mời ông Nguyễn Văn Thực. Xin mời bà Nguyễn Thị Hương. Xin mời ông Phạm Văn Minh và xin mời ông Nguyễn Văn Sang là các hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Xin mời các ông bà có tên lên sân khấu ạ. Xin mời bà Nguyễn Thị Thành ở tổ dân phố Láp của phường Liên Bảo. Xin mời ông Nguyễn Văn Thực của phường Định Trung. Xin mời bà Nguyễn Thị Hương, phường Hội Hợp. Ông Phạm Văn Minh ở phường Tích Sơn.
và ông Nguyễn Văn Sang, xã Thanh Chủ ạ. Chiều mùa xanh lá còn thương bình yên quá, vui sang người về quê đón Tết. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Thuật, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ lên trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Trân trọng kính mời. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao nhiêu bình an. Chúc nhau không phiền lo xa, tình luôn thắm đau. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thành nồng say. Vui xuân vầy, đón Tết này. Mùa xuân mê mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây. Nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân, quay quần bên bánh trưng. Sau đây xin mời các đồng chí đại biểu, chúng ta sẽ xin mời ông Phan Tiến Long, Phó Giám đốc Ngân hàng, xin mời ông lên chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng chí Phó Chủ tịch ạ. Xin mời ạ. Xin mời ông Phan. Vâng, xin mời hai đồng chí Long. Xin mời, vâng, xin mời đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội lên chụp ảnh. Xin mời bà Quỳnh Liên ạ. Và xin mời bà Quỳnh Liên, xin mời đồng chí Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ạ. Xin mời chị Hoa, Ngân hàng Ngoại thương. Và xin mời hết em mời các quý vị đại biểu, chúng ta lên sân khấu. Xin mời các nhà tài trợ. Vâng, xin mời các nhà tài trợ chúng ta lên sân khấu để chụp ảnh. Xin mời các quý vị đại biểu, các nhà tài trợ chúng ta cùng lên sân khấu để chụp ghi lại những hình tư liệu. Xin mời bà Nguyễn Thị Kim Trung ạ, cùng lên sân khấu ạ. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho các hộ gia đình đã được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các nhà tài trợ. Xin cảm ơn các hộ gia đình. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, ban tổ chức rất vui mừng và trân trọng được đón đại diện của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn luôn luôn đồng hành với tấm lòng an sinh xã hội đối với thành phố. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh lên trao tặng quà. Xin kính mời ông Phan Tiến Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố lên tiếp nhận. Xin hội nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng.
xin được trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn hội nghị, sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm, chương trình trao tặng quà Tết nhân ái năm 2024 cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã thành công tốt đẹp với nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả. Nhân dịp bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt ban tổ chức xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý một năm mới sức khỏe, thành công, may mắn. Chúc các gia đình có mặt ngày hôm nay được đón xuân vui tươi và đầm ấm. Chương trình Tết nhân ái đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Say